Xin chào toàn bộ anh em học học và đang làm website, đặc biệt là phần frontend. Thế thì từ trước đến nay chúng ta thường sử dụng Photoshop để chúng ta thiết kế giao diện website, sau đó chúng ta phải dùng slide để cắt những đối tượng trên Photoshop sang bên phần frontend gồm có HTML, CSS, jQuery, JS, vân vân. Thế thì việc làm đó cũng tương đối tốn nhiều thời gian. Nếu như chúng ta phải học kỹ thì rất là mất thời gian lâu, thậm chí rất là khó, bởi vì có rất nhiều loại thẻ khác nhau, chỉ số màu khác nhau, chúng ta phải làm sao để đo được kỹ. Thế thì hôm nay tôi cũng mạo muội giới thiệu một cái phần mềm có tên là String Builder, Sill with String Builder, Web Builder, nó ở chỗ này. Đấy. Thì phần mềm này các bạn có thể tìm kiếm trên các trang nước ngoài, tìm kiếm trên trang nước ngoài. Và phần mềm này thì tôi đã sử dụng rồi, rất là dễ, dễ dàng cho chúng ta. Đây là một phần mềm giúp các bạn tạo thẻ nhanh chóng nhất mà không phải tốn công thời gian. Thế tôi giới thiệu này, bên phần thanh công cụ bên tay trái của chúng ta cũng giống như Photoshop ấy, hoặc là các phần mềm khác, thì đều có này, pointer là con trỏ, bookmark là đánh dấu vị trí trong trang để có thể di chuyển khi chúng ta chạy, nó sẽ đưa chúng ta focus về đó. Rồi bullet list tức là tạo danh sách, heading vân vân, dòng nằm đường thẳng nằm ngang, HTML code của nó, inline frame vân vân, macro là các dòng chữ chạy, rồi table, text, image, photo collage là tập bộ sưu tập các ảnh, photo gallery cũng tương tự giống như vậy, picture, rollover, image vân vân, rồi slide show các bạn có thể sử dụng đó. Phần vẽ thì chúng ta đưa vẽ banner, clip art, curve, curve closure, curve text, font answer icon vân vân, chúng ta có thể chọn trong này rất nhiều thứ. Đấy. Cho chúng ta lựa chọn thoải mái. Phần ở bên dưới thì làm việc với form, form wizard để cho vừa vừa tạo vừa hỏi, form thông thường, button, captcha, checkbox, combo box, edit box, file upload, label, radio button, text area. Ngoài ra thì còn có phần layout như castle, colossal, content plate holder, embed page, flash container, flat guts, layer vân vân để các bạn tạo những đường lưới ở các lớp phía trên. Phần media gồm có HTML file audio, HTML file video, rồi YouTube vân vân. Phần navigator là phần làm việc với các menu. Ở đây chúng ta có thể sử dụng để tạo ra các menu, menu sử dụng rất là tiện lợi. Ngoài ra còn có các phần như là các phần linh tinh ở đây, chúng ta gọi là mọi thứ khác, gồm có editable, blog, file publisher, new feed ticker, vân vân, RSS feed gồm cho chúng ta theo dõi bài viết vân vân. Phần phía dưới của jQuery và Bootstrap chúng ta thấy là gồm có mà according, accordion là cái phần menu có thể là mở ra đóng vào ấy, giống như là cái accord, kèn accord vân vân, rồi card, rồi dialog, rồi date picker vân vân cho chúng ta dùng thoải mái. Nói chung tất cả những thứ gì mà chúng ta cần có. Phần thanh toán trên trang web thì gồm có là buy now button, add to cart button, the view cart button vân vân. Phần admin thì cho chúng ta như là admin, change password,
Edit profile, login, login name, logout, pass the cover, protect page, sign up, sign page, protect, rồi user, direct. Phần Content Management System gồm này phần cho chúng ta quản lý CMS, admin, label, CMS menu, CMS search, CMS view. Đấy. Ngoài ra ở đây thì cho chúng ta rất nhiều thuộc tính để chúng ta chia nhỏ các trang chúng ta, họ đã tạo sẵn cho chúng ta chỉ việc đưa vào để làm. Đấy là phần menu ở bên cái toolbox. Ở đây chúng ta cũng có menu insert. Insert thì cho chúng ta chèn tất cả các đối tượng rồi vân vân ở trên đây. Nó thoải mái chèn vào. Phần menu page thì cho chúng ta tạo gname page, colon page. Colon là tạo một bản sao. Còn gname page là tạo ra một cái file mới ta ta sửa tên file, rồi edit, import vân vân. Size property vân vân, rồi nhiều thứ trên này chúng ta có thể khám phá dần. Menu view cho chúng ta có thể xem được cái trang thực tế của chúng ta khi thiết kế xong. Rồi phần sắp xếp các đối tượng có thể căn phải, căn trái, top, left, central, right, top, middle, middle, button, bottom, width, high, side vân vân. Rồi ta có thể quay, rồi quay trái, quay phải 90 độ, lật vân vân ở đây. Đấy. Và chúng ta cũng có thể là rồi bây giờ để vào ứng dụng thực tế thì tôi sẽ tạo cho chúng ta một file index cơ bản để các bạn có thể sử dụng. Các bạn chú ý nhá, bên này thì gồm có phần panel về property là thuộc tính của các đối tượng sẽ được liệt kê ở đây, chúng ta có thể triển khai ở đây. Ngoài ra thì chúng ta còn có tạo các link liên kết chèn bên ngoài vân vân. Nhưng mà để chúng ta muốn thành thạo được cái phần mềm này, chúng ta sẽ phải xây dựng nó một cách bài bản. Ở đây tôi muốn làm một cái trang, có nghĩa là trang quảng cáo về diệt sâu bọ vân vân. Thế thì để làm trang này thì đầu tiên tôi nhấp thuộc tính page property để tôi xem. Các bạn thấy là trong cái phần này cho chúng ta lựa chọn rất nhiều mục. Ví dụ như ở đây chúng ta đặt tiêu đề trang là diệt côn trùng. Diệt côn trùng. Rồi. Chúng ta thấy này, phần Park Width là 970 là mặc định, chúng ta có thể cho to nhỏ tùy chúng ta theo kích thước màn hình. 970 là 970 pixel đó các bạn ạ. Còn Park Height là 1000 pixel. Chúng ta có thể mở rộng rồi các thứ thay đổi thoải mái. File mở rộng ở đây, file extension thì chúng ta có thể chọn đuôi PHP hoặc là đuôi ASP, XASP, rồi HTML, vân vân. Ở đây tôi chọn là PHP. Favorite icon thì tôi chưa chọn, rồi Apple vân vân, những cái này tôi chưa chọn. Thế, còn căn giữa trang thì chúng ta sẽ chọn chỗ này. Do not central this page. Central horizontally, chúng ta có thể chọn là căn ngang ở giữa vân vân. Tôi cứ chọn là như vậy. Về char character set là tập hợp ký tự, chúng ta chọn là Unicode UTF-8. Phần ngôn ngữ thì chúng ta chọn là không, bởi vì ta dùng chung. Ở đây chúng ta chọn style trang thì kiểu của chúng ta, nếu chúng ta chọn ở đây là một cái màu xanh cho đẹp. Đấy, nó chọn đây. Hover là khi đưa chuột lên thì nó sẽ thay đổi với sang màu xanh này. Ta chọn này. Rồi, các đường link thì nó như vậy. Đấy là phần giao diện chính. Color của nó thì chúng ta chọn background là màu trắng. Ta cứ tạm thời để màu trắng đã. Phần theme của trang thì chúng ta có thể chọn, lựa chọn đây để chúng ta có thể chọn là, ví dụ tôi chọn màu xanh thì tôi muốn là chọn xanh của nó như thế nào, tôi chọn xanh này. Đấy, tôi đã chọn OK. Phần meta tag kết này thì các bạn ghi thẻ vào. Với thẻ về tác giả các bạn có thể ghi là công ty diệt mối, diệt côn trùng.
Keyword ở đây thì các bạn có thể ghi là côn trùng, thuốc côn trùng. Đấy là cái này các bạn để SEO nhé. Rồi côn trùng diệt bọ rán, diệt chuột, diệt bọ gậy chẳng hạn, diệt bọ chét, vân vân. Tức là chúng ta có thể chọn lựa chọn ở đây thật nhiều thứ. Tôi copy xuống phần miêu tả. Đấy. Phần scenario cái này thì các bạn có thể thay đổi của chúng ta thoải mái. Rồi cái này chúng ta để nguyên đây. Ta nhấp OK. Xong. Phần thứ nhất để tôi làm header cho trang. Header cho trang thì tôi sang phần layout. Tôi trượt xuống phần layout trước. Tôi chọn là Flash Container đầu tiên. Đấy. Flash container của tôi ở đây. Đấy. Các bạn nhìn thấy là flash container nằm đây. Và tiếp theo đó là ở đây là 970. Bây giờ tôi xem lại xem 970 nhé. Rồi OK 970. Đây đúng đơn vị 970 pixel nó nằm đến đây. Tôi cho rộng ra một chút. Đấy, tôi cho rộng ra một chút. Ở đây tôi chọn thuộc tính. Ở thuộc tính ở đây tôi chọn là row. Flat direction tức là một cái phần trực tiếp lưới. Flat swap tôi chọn swap để cho khi mà ta đưa về điện thoại thì nó sẽ tự động trượt xuống. Spare down thì tôi sẽ chọn là start end. Chúng ta chú ý nhé, căn chỉnh nội dung này. Đấy. Phần này là căn chỉnh lại chỉnh item này, phần này là align content này, nội dung này là căn chỉnh thẳng hàng về nội dung. Chúng ta có thể chọn là flat end vân vân. Nhưng để khám phá này chúng ta sẽ chú ý như sau. Phần 2 auto, nếu bạn để auto, nếu để auto nhá, nó sẽ tự động. Nếu trong container của chúng ta, container của chúng ta mà chứa một đối tượng có độ cao hay độ dài mà nó giới hạn thì auto nó sẽ khớp với cái đối tượng bên trong. Còn nếu như mà chúng ta mà để fix thì chúng ta sẽ cố định cái header, cái độ rộng header cố định. Ở đây tôi chọn position là float. Đấy. Hay fix thì tôi chọn như này. Tôi chọn fix thì nó sẽ cố định. Còn tôi chọn float thì nó sẽ trôi nổi. Trôi nổi. Đấy, các bạn chú ý như thế cho tôi. Phần auto ở đây tôi chọn fix nhá. Rồi, auto tôi chọn fix. Phần thẻ ở đây tôi chọn là header. Tôi chọn header. Độ rộng maximum của tôi là 970. Có nghĩa là nó to nhất được 970 và thu nhỏ lại trên điện thoại hay laptop. Laptop rồi desktop có những cái màn hình khác nhau nó sẽ di chuyển khác nhau. Phần style. Style đây thì cho chúng ta định nghĩa trước. Chúng ta có thể là định nghĩa vân vân, header vân vân, chúng ta muốn cỡ chữ bao nhiêu tùy. Còn phần background thì các bạn có thể chọn cái gì đó tùy ý vân vân. Thế background đây tôi chọn là image đi, đúng không? Tôi chọn đây nhá. Đây, các bạn chú ý này, tôi chọn này. Đó. Tôi chọn lên ảnh web chẳng hạn, bây giờ tôi chọn là background này. Đó. Cỡ thì phải nó bằng cái này, nhưng nó không bằng thì chúng ta phải chọn cỡ ở đây là cover vân vân, content parallel song song và 100% thì nó sẽ đủ 100% ở hai chiều rộng và chiều dài. Tôi chọn là cover. Các bạn chú ý nhá, repeat in both direction. Có nghĩa là hình ảnh của chúng ta nếu nó thiếu nó sẽ lặp lại. Nếu nó thiếu ở trong container nó lặp lại theo hai chiều. Và bây giờ tôi chọn nhấp OK. Đó, chúng ta nhìn thấy là phần header của chúng ta đã được chèn một bức ảnh. OK. Phần tiếp theo bây giờ tôi sử dụng menu cho header. Ở đây tôi sẽ sử dụng một chức năng của phần menu. Tôi sẽ sử dụng một chức năng của phần menu. Rồi,
Các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục sửa bên này. Ta nhấp chuột phải, ta chọn là Object Property. Đấy, ở đây chúng ta chọn xem lại cái bức ảnh này ra xem. Rồi nó Vertical Top, có nghĩa là cái ảnh này ra căn cái đỉnh này. Bây giờ chúng ta muốn trở về Center. Đấy, thì cái con bọ này nó đã nằm ở giữa trang. Rồi, bây giờ tôi ghi tên trang web này là tôi ghi là thiết kế học tập. Đấy, học tập thiết kế cũng vậy, rồi làm như vậy cho dễ nhớ. Phần tiếp theo là tôi muốn chỉnh một cái chức năng menu ở trên này. Menu đây tôi chọn menu có tên là panel menu xem nào. Panel menu đây. Panel menu đây thì mình muốn chèn cái ảnh vào trong panel menu. Ta chèn ảnh. Option. Đấy, xem nào. Ta chọn ảnh vào nhá. Ảnh đây tôi chọn ảnh cho menu này. Image. Rồi. Tôi chọn logo. Logo đặt đây. Thì logo ở đây thì ta chỉnh điều chỉnh những cái này sau, bây giờ thử thử đã. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây có một logo đây. Bây giờ ta sẽ thay màu cho logo. Rồi, bây giờ ta chọn style nhé. Background logo này màu đen. Vậy thì tôi muốn hòa đồng với lại cái màu của cái kia, tôi chọn màu này. Background hover, tôi chọn màu xanh đây. Đó. Rồi tôi border thì tôi chọn bằng màu cũng màu xanh này. Đó. Color overlay tôi chọn màu màu xanh. Nhấp OK. Rồi bây giờ ta view thử nhé. Ta sẽ view thử trang. Tôi chọn preview. Các bạn nhìn thấy là côn trùng xanh nằm chỗ này, đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ viết lại, ta viết lại như sau. Rồi ở phần đây chúng ta chọn là cổng trang web. OK. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn này, cổng website đây. Rồi bây giờ ta view lại. Các bạn nhìn thấy nhá, khi tôi kéo này. Logo thì nó xanh này. Rồi cổng website. Các bạn có thể đặt đâu cũng được. Đặt đâu thì đấy, do ta chèn thêm các khung rỗng vào đây, nó sẽ đẩy cái này về phía trong góc hoặc ra cạnh, vân vân. Rồi bây giờ tôi thay đổi phần nội dung bên trong. Ở đây các bạn có thể thay đổi, các bạn chọn edit, các bạn thay đổi home này nhá. Các bạn home này. Còn trong trang mà chúng ta thiết kế nhiều, chúng ta có thể chọn select theo sơ đồ web vân vân thì nó sẽ chọn đúng cái menu đó. Thế, ở đây chúng ta mặc định như vậy, ta thay đổi about vân 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 vân. Đấy, bây giờ chúng ta có thể chọn đây. Ví dụ như là chúng ta trang hội là giới thiệu. Rồi, title là introduction. Đó. Rồi, about me thì bây giờ tôi chọn là giới thiệu này. Rồi product này. Đấy. OK. Tiếp theo tôi chọn là service này. Đấy. Bây giờ toàn tiếng Việt đúng không? Bây giờ chúng ta gọi là diễn đàn này.
Rồi chúng ta có thể chọn tiếp theo, chúng ta chọn là liên lạc này, liên hệ này. Đó. Rồi phần này thì chúng ta có thể thêm cái gì đấy chẳng hạn như là như là dịch vụ này. Thôi ta gọi là dịch vụ. Ở đây nhá, tất cả này là đều chọn kích chọn nhá. Trong tất cả dự án này, ở đây là cái link tool là nó nằm trong dự án chứ nó không link sang cái khác. Nếu các bạn sang cái khác các bạn có thể đặt nó vào trong này. Đấy, thoải mái. Bây giờ tôi để nói ở đây thôi. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhá. Rồi preview. Ok. Ta đã xong được một cái panel rất là ngon, đúng không? Các bạn có thể để di chuyển. Rồi bây giờ tôi thiết kế tiếp theo là thiết kế phần content ở giữa, tức là nội dung ở giữa. Nội dung giữa này thì chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta thể thêm các menu con vân vân. Để thêm nó thì chúng ta lại chọn cho tôi một cái lớp container. Đấy, container này các bạn chú ý nhé, mặc định nó nhỏ như này. Đấy, sau đó ta thể cho màu. Tôi thể chọn màu. Ở đây tôi chọn style. Tôi chọn màu. Tôi chọn background sonic. Tôi chọn màu xanh. Đây. Border thì tôi chọn màu. Tôi chọn phần text. Tôi chọn màu đỏ một chút. Màu tím. Các bạn muốn chọn nhiều màu khác các bạn mo đây, các bạn thì chọn lựa chọn màu thoải mái. Đấy, ok. Rồi bây giờ tôi cho một cái chức năng menu con. Menu con tôi kéo nó vào đây. Đấy. Menu rồi. Vân vân ta chọn ở đây. Ta thể là chọn như là cái này tôi kéo dài ra. Đấy, ta có thể chọn các menu con nằm ở đây. Đó, các bạn chọn thoải mái nhé. Ở đây thì chúng ta chọn nó như sau. Các bạn chọn cho tôi là swap để nó có thể mềm dẻo. Rồi ở đây chúng ta chọn là start để bắt đầu. Ở chỗ này là chúng ta chọn start. Ở chỗ này auto nhé, chỗ này journal. Đó. Để nó sẽ chạy sang bên trái của chúng ta. Đó. Bây giờ ta chạy lại ta nhìn. Vâng, vâng, cái này các bạn cho link vào đâu thì nó sẽ chạy sang đây. Ngoài cái menu chính này các bạn có thể cho link vào đâu. Đấy, thoải mái. Ok. Phần tiếp theo tôi muốn chọn một cái thư viện ảnh vào đây để cho nó đẹp hơn. Thì để làm thư viện ảnh thì các bạn cũng phải chọn về Flash Container. Nếu các bạn chọn những cái khác nó rất khó, tôi chọn cái này. Đó, cái khác để làm cái tác dụng khác. Chúng ta muốn là trình bày một cái slide nó rộng hơn một chút chỗ này. Chúng ta chọn property. Ta chọn là fix. Ta chọn này fix nhé. Chỗ này các bạn chúng ta chọn là warp. Đấy. Và style ở đây chúng ta chọn cho tôi sonic là nền background. Tôi chọn đây là màu. Một cái màu ưng ý chẳng hạn. Tôi chọn màu xanh này. Đó. Ok. Ở xanh này thì nó không hợp lắm. Và tôi chọn màu xanh khác. Ok, tôi chọn màu xanh. Ok. Rồi. Bây giờ tôi mới kéo phần photo color vào. Tôi kéo này. Ở đây tôi kéo rộng ra, các bạn chú ý nha. Nó sẽ vào giữa container. Đấy. Sẽ vào giữa container. Tôi nhấp chuột phải, tôi chọn. Tôi chọn từng loại ảnh một. Ví dụ tôi chọn con này là một. Ép thêm đối tượng nữa. Tôi chọn con này là hai.
2. Tôi chọn tiếp theo. Chọn con này là 3. Tôi chọn tiếp theo. Chọn con chuồn chuồn là 4. Tôi chọn tiếp theo. Tôi chọn tiếp theo là con sâu. Đấy. Tôi nhấp OK. Đấy, các bạn nhìn thấy lúc này là một cái gallery hay là một cái thư viện về hình ảnh của sâu bọ được hiện đây. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ chọn là Fix và Flat. Đấy. Rồi bây giờ các bạn nhìn nhé, tôi sẽ review để chúng ta nhìn. Đấy. Hình ảnh của chúng ta được nhấp vào đây. Như này thì nó hơi xấu, tức là nếu mà chúng ta chạy này đẹp rồi, rồi chúng ta có thể lựa chọn chức năng cho nó nữa để chúng ta được một cái con em đẹp hơn, đúng không? Rồi. Tôi chọn như sau. Thêm một con nữa. Rồi đục bộ. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn jQuery trong đây nhá, jQuery trong đây. Ở đây để chọn jQuery thì chúng ta sẽ chọn chức năng là ở đây. Chúng ta sẽ chọn là Lightbox hoặc là Lightbox jQuery. Đấy. Rồi chúng ta chọn option, option không cần. Chọn advanced. Advanced là local image, ở đây kệ nó như vậy. OK nhá. Giờ ta chọn này. Đấy. Rồi. Ở đây này thời gian 600 scale, thời gian 600 giây. Ở đây chúng ta chọn 4. Tức là chúng ta space khoảng cách tăng lên để cho tăng cái khoảng cách ra. Auto title tức là nó sẽ hiện là cái tên của cái con đó. Đấy, chúng ta bỏ đi. Nhấp OK. Đấy, nó lấy space khoảng cách này. Chọn preview. Đấy, các bạn nhìn thấy là lúc này mỗi một con hiện là một cách như này. Đấy, rất là đẹp đúng không? OK, xong. Bây giờ chúng ta xuống bài viết. Bài viết thì chúng ta làm như nào? Bài viết ở đây chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ chọn một lưới ở phía dưới, lưới phía dưới. Ở đây chúng ta có thể sử dụng container nằm đệm phía dưới. Đấy. Container đệm phía dưới nhá. Các bạn có thể đánh số vào đây từng container một. Đấy, lưới 1, lưới 2, lưới 3, lưới 4. Rồi chúng ta để nguyên như thế được. Rồi bây giờ tôi sẽ cho flat container ở dưới là flat good. Flat good. Flat good ở đây thì ta sẽ gắp nó vào, thả vào trong container. Đấy. Và ta sẽ chọn là object. Cả chúng ta sẽ chọn là một mẫu ở đây. Mẫu sample ở đây. Hoặc chúng ta tăng chỉnh khoảng cách, column gap là khoảng cách giữa các cột nhá. Row gap là khoảng cách giữa các hàng hàng. Và chúng ta cũng chọn là align center rồi warp để nó đổi. Style thì các bạn sẽ thể chọn nhiều kiểu. Đấy, tí nữa tôi sẽ nói. Padding là cái khoảng cách mà giữa biên của cái hộp hay là biên của một ô, nó sẽ đưa ra đến vị trí của văn bản hoặc nội dung là bao nhiêu thì gọi là padding. Các bạn chú ý như thế vậy cho các bạn hiểu hết rồi. Đấy, tôi thử xem nào. Sample, tôi xem từng cái một nhé. OK. Cái 2, cái 3, cái 4. Ở đây chúng ta có header, navit là menu nằm bên này, footer là ở phần dưới và cái này là quảng cáo. Bài viết ở đây, quảng cáo ở đây, menu ở bên cạnh đây, thì chúng ta có thể chọn nhiều kiểu.
Đấy, slide 3 vân vân thì nằm ở đây. Hoặc là article nó nằm ở giữa đây, nhiều ở đây. Các bạn có thể chọn new paper nó nằm đấy. Rất nhiều thứ extra này, vân vân này, slide 3 này. Nghĩa là trong một trang web có nhiều thứ ta sẽ lựa chọn đây. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn phần một cái ví dụ. Đây. Đó. Rồi. Đó, tôi chọn ví dụ nha. Article quảng cáo đây. Navigate đây. Rồi ở phần này tôi cho một cái menu ở dưới dạng là các hàng. Thế thì để sử dụng ra các dạng menu con thì chúng ta có thể chọn rất nhiều thứ. Các bạn có thể cho phần, tôi nghiên cứu xem, ta cho phần là list view, hoặc là chúng ta có thể cho phần với phần nào đó chẳng hạn, according chẳng hạn. According. Bây giờ tôi làm phần nền của nó đã. Tôi chọn phần 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 container trước đã. Rồi bây giờ tôi chọn là swap. Rồi floating auto, tôi chọn style. Tôi chọn là, tôi chọn đây, tôi có thể chọn ảnh cũng được. Nhưng ở đây tôi chọn là Sonic. Chọn màu xanh này. Xanh này xanh quá. Chọn màu, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho phần nội dung vào đây, sau đó ở đây là những cái màu tin. Thế thì để làm việc việc đó thì các bạn cho văn bản vào đây. Đấy, các bạn cho văn bản đây. Xin lỗi nha, ta cho xuống dưới, ta cho lên. Cho văn bản đây. Đó. Ta chọn đây là mục 1. Đó. Mục 1. Các bạn có thể chỉnh sửa chữ ở đây. Chúng ta cho font chữ vân vân, chúng ta có thể cho font chữ màu tím chẳng hạn. Heading 1. Đấy, heading 1 thì nó to. Heading 2 nhỏ hơn, heading 3 nhỏ hơn. Đấy. Sau đó chúng ta kéo, thử kéo vào đây. Ở đây bị chìm mất rồi. Vậy thì tôi sẽ kéo sang một cái. Tôi cho vào một cái bảng này không, để tôi cho cái này là fix. Cho flat ra là bao nhiêu? Flat, flash, quá. Bây giờ ta cho bài báo vào trước đã. Để cho bài báo được tràn vào đây, thì tôi sẽ chọn Article. Các bạn nhìn thấy trên đây nhá, tôi chọn Article 1, 2, 3, 4. Không tách area nhé. Article. Đó, chứng tỏ là cái flat này. Bỏ ra ra. Tôi cho một cái lưới vào đây, lưới xuống đây.
chứ nó không nằm trên nữa, nằm trên này hỏng hết bánh kẹo. À, cho vào. Rồi bây giờ tôi mới cho phần, tôi muốn cho đây là menu tôi chọn kiểu nha các bạn, tôi chọn kiểu số 3. À, rồi tôi cho phần ethical vào. Ethical các bạn khá rộng nha. Rồi chúng ta chọn vào đây. Đấy, ở đây người ta cho cỡ văn bản, chúng ta thì cho nó căn nó một cách to hơn lên màu chữ vân vân. Ta chọn màu tím hay màu xanh gì đấy. Và subject. À, đây là phần cái này. Rồi phần menu tôi chọn như sau. Các bạn có thể chọn block đúng không? Block và block tốt hơn đúng không? Block và fit rồi thôi, cái này ta xóa đi. Ta chọn menu đây. Menu đây thì chúng ta sẽ chọn cho tôi văn bản. Đó. Đấy. Rồi, ở chỗ này thì chúng ta có thể cho cái thứ nhất vào đây. Tiếp theo là tôi cho thêm copy cái này. Tôi chọn copy. Chọn paste. Ba cái này chúng ta đến đây để chúng ta làm. Bây giờ chúng ta sẽ chọn phần đây, các bạn cho nhé, nét này, nét này, nét này, vai này, nét này, để cái này là nó tạo ra khoảng trống, các bạn chú ý nó tạo ra khoảng trống. Phần margin này chúng ta chọn ra margin như thế. Đấy, cái này về sau các bạn chỉ cần nhấp nhấp tay. À, nội dung thì nằm hiện ở đây. Phần này dành cho quảng cáo, phần này các bạn dành cho quảng cáo. Cho là cái này. Cái này phần ethical. Đó. Nằm đây. Ok. Rồi ta cho nền vào này. Và chúng ta có một cái phần này để các bạn có thể viết lên. Rồi cuối cùng là chúng ta đưa cho tôi một cái hình ảnh các thứ, các bạn có thể nhét nó vào đây nhé, các bạn có thể lấy kéo hình ảnh vào đây. Ví dụ như là chúng ta muốn có picture hay image thì đấy các bạn cho đây, các bạn cho đây. Đấy, thì nó sẽ đưa ra chúng ta những cái hình ảnh nữa, nữa sẽ nhỏ lại đúng không? Và cái hình ảnh này ta sẽ căn chỉnh sau. Việc tiếp theo là các bạn cho tôi một container phía dưới cuối cùng. Container phía dưới cuối cùng. Này các bạn ghi là bản quyền vân vân. Đấy tôi chọn. Chọn ở đây là chọn face, còn nghĩa này là float là trôi nổi. Tôi chọn float. Rồi center, đây là center. Rồi ok. Rồi tôi cho background cái này. Background các bạn có thể cho ảnh vào hoặc là màu cũng được. Rồi, các bạn chú ý cho tôi là khi chọn ở đây chúng ta chọn phải chọn là footer nhé. Chỗ này chú ý là chọn footer cho tôi. Đó. Footer. Sau khi thiết kế xong rồi thì ở đây chúng ta sẽ đánh một hàng chữ vào đây. À, ta nói là màu trắng. Các bạn có thể chọn chữ màu trắng.
chọn rồi ta đi là chữ màu trắng, đi là diệt mối và côn trùng nhé. Cái này thì nó là chúng ta trang trí thôi, và côn trùng em là ánh dương. Em các bạn ghi điện thoại. Vân 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 đấy, chỗ này chúng ta có thể căn giữa, chúng ta thể căn giữa vân vân đấy, căn giữa rồi trang trí gì đấy cho nó rồi. Ngoài ra thì các bạn có thể cho thêm những thứ ở trong này. Footer chúng ta có thể chọn nhiều footer trong này, mẫu đấy, ví dụ mẫu đây, mẫu đây cũng đẹp đấy, hoặc là mẫu mẫu này. Đấy, mẫu này vân vân nhé, các bạn để cho mẫu này vào và các bạn có thể cho vào trong này. Bạn có thể cho như sau. Kéo nó ra nhé, kéo ra xong các bạn để nguyên cái mẫu này, các bạn thay nền được đấy, thì các bạn có thể tắt nó đi. Đấy, tôi tắt này đi thôi. Và bây giờ ta sẽ đưa về một thư mục trong Localhost. Để tạo thư mục Localhost thì các bạn trở về đây, các bạn tạo cho tôi ở trong ổ C, ổ C gem bạn htdoc ml, chúng ta chọn này. Chúng ta chọn đây, ví dụ tôi chọn đây là new folder nhé, thực hành thiết kế. Ok rồi, bây giờ tôi sẽ public, tôi chọn public, tôi chọn sửa lại cái đường dẫn cho nó. Tôi ghi, tôi chuyển này, tôi hành thiết kế. Ok, các bạn nhìn thấy là nó sẽ đưa chúng ta về đây. Toàn bộ trang web thì là tất cả các file liên quan đến index. Tôi chọn public index. Xong. Đấy. Bây giờ tôi chạy. Các bạn chú ý nha, tôi chạy để chúng ta xem kết quả như nào. Rồi bây giờ tôi chọn đem. Rồi. Lô có. Đây. Các bạn nhìn thấy nha, cái này để các bạn sau các bạn kích này, chúng ta sửa trong này. Đấy. Trang web của chúng ta vừa thiết kế này. Đây là menu con ở các mục khác này, các bạn có thể thoải mái các bạn xem. Đó. Rồi, hay quá đúng không? Đó, tuyệt vời. Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Đấy, chuyển về menu này. Đấy, là ngon.
Đây các bạn có thể sau các bạn thì thay ở bên trong. Bây giờ chúng ta sẽ xem code bên trong của nó ra sao. À, tôi chọn tôi chạy ZBrain ra. Ở đây là Redpen chưa active, vậy tôi sẽ active nó. Tôi chạy này. Chạy ngon. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thao tác với ZBrain với file của chúng ta vừa làm xong. OK. Bây giờ tôi mở cái thư mục mà mình đã thiết kế rồi. Chọn là thực hành thiết kế nha. Đây bây giờ chúng ta nhìn thấy là nó đã tạo chúng ta các thư mục chứa hình ảnh này. Đấy. Tạo CSS của index này. Đấy. Các bạn nhìn thấy nhá, phần body và background này, phần flash container này. Đấy. Phần panel menu vân vân đây, được chạy ra đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất là dễ đúng không? Không phải ngồi đi vẽ từng cái một. Rồi jQuery này, min này. Chúng ta nhìn thấy đây, đây là jQuery nhá, còn đây là những cái phụ cho nó, đó. jQuery UI này, rồi OK rất là ngon. Thế bây giờ phần index, đây, index của chúng ta đây, đấy, thì các bạn nhìn thấy là có keyword côn trùng này luôn này, đấy, có côn trùng luôn nhá, thẻ meta có luôn đúng không? Đấy, rồi jQuery vân vân. Thế vậy thì bây giờ để các bạn muốn cho nó gọn lại thì ta sẽ tạo một cái thư mục trên thực hành này và chúng ta đưa về là JS luôn một chỗ nhé. Ta chọn là directory, ta chọn là JS. Rồi. Bây giờ tôi sẽ copy các JS này tôi thả vào đây. Tôi tóm tôi thả vào JS ở đây. Thì các bạn nhìn thấy trên đây nó cũng tự thay đổi. Đấy, nó vào đây luôn. Đúng không? jQuery lúc này nó đang nằm ở cấp thư mục ngoài, rồi nó chưa ở trong. À, tôi thả vào đây tiếp. À. Ui xuất hiện luôn này. Các bạn nhìn con trỏ chỗ này nhá. À, đang chuyển tất cả vào. Đấy, chuyển vào rồi. Ngon lành nó tự thay chúng ta. Đấy, vào đây cũng được vào đây nhá, mời em vào đây. Em chạy ra ngoài thì bây giờ anh đưa em vào đây. Rồi em này ta cũng đưa em đó vào đây, vào JS. Đấy. Ngoài ra bây giờ ta tạo một folder có tên là CSS. Tôi chọn folder là CSS. CSS. Đấy. OK, bây giờ tôi đưa index vào đây, index CSS vào đây. Tôi đưa tiếp index thiết kế này vào đây.
Bây giờ size chúng ta là đã gọn ghẽ đúng không? Rồi bây giờ ta refresh lại cái này. Đấy. Chúng ta nhìn thấy là ngon lành cành đào luôn, đúng không? Tuyệt vời. Đấy, ảnh vân vân. Ok. Các bạn thân mến, hôm nay tôi vừa dạy qua cái cách sử dụng phần mềm có tên như sau. Tên là Squishy WeSwing Web Builder phiên bản 14. Các bạn chú ý lắng nghe. Bài học hôm nay kết thúc, và các bạn cho tôi một tràng vỗ tay để gọi là